cả mọi người, mình là Huyền Trâm, mình là chuyên viên tư vấn di trú các chương trình định cư đầu tư châu Âu. Xin chào tất cả các anh chị, mình là Vũ Phượng, mình là chuyên viên tư vấn các chương trình di trú và quốc tịch của công ty Portugal Rich. Và chị Phượng ơi, trong thời gian qua đó thì có những khách hàng khi mà họ tìm hiểu về các chương trình đầu tư định cư của Bồ Đào Nha, họ cũng có rất là nhiều thắc mắc khi mà làm hồ sơ đó. Và trong cái quá trình mà Trâm tiếp xúc với khách hàng đó, thì họ có hỏi Trâm đó là khi mà làm cái hồ sơ về đầu tư định cư Bồ Đào Nha thì họ sẽ cần lưu ý những cái điểm gì trước khi mà họ thực hiện cái và các bước của cái quy trình làm hồ sơ này đó chị. Rất là cảm ơn cái câu hỏi vừa rồi của Trâm ha. Thì thật ra là Phượng còn may mắn có cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều các quý anh chị nhà đầu tư cũng như là những cái hồ sơ định cư cho chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha. Do đó là Phượng rút ra được những cái điểm cần lưu ý như sau. Đặc biệt là đối với chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha thì có 4 điểm anh chị cần lưu ý với Phượng. Cái điểm đầu tiên đó chính là chọn dự án. Tại vì với cái yêu cầu mới nhất, cái quy định mới nhất của chương trình của chính phủ thì cái dự án anh chị chọn nó phải nằm đúng trong cái khu vực được quy định cũng như là cái chi phí đầu tư phải phù hợp. Chứ nếu như mà anh chị không có nắm cái thông tin này và anh chị mua những cái bất động sản không phù hợp thì nó sẽ ảnh hưởng đến tiến trình hồ sơ của mình cũng như là cái quá trình mình sẽ nhận được cái thẻ của Bồ Đào Nha. Và bên cạnh đó là cái điều thứ hai anh chị cần lưu ý là cái độ tuổi của con cái. Thật ra là có một số những cái thông tin anh chị có chia sẻ là với chương trình định cư của các chương trình châu thì họ không có quan trọng cái độ tuổi của con cái. Tuy nhiên là đối với chương trình Bồ Đào Nha, khi mà con mà đã trên 18 tuổi thì nếu như hoặc là trên 22 tuổi hoặc là nếu như các bạn mà mình đang không có đi học nữa thì cái vấn đề là chứng minh cái sự phụ thuộc tài chính và cái sự độc lập của cái người con đó là rất quan trọng. Tại vì nếu như mình chứng minh không đúng cách thì cái người con không còn là phụ thuộc trong hồ sơ nữa và phải tách riêng ra một hồ sơ riêng. Đó là cái điểm thứ hai trong ha. Và cái điểm thứ ba là anh chị lưu ý với Phượng là cái thời gian cư trú tại Bồ Đào Nha sau khi mà anh chị đã có cái thẻ Golden Visa. Bởi vì là quy định họ yêu cầu là 7 ngày một năm và 14 ngày trong vòng 2 năm tiếp theo. Thì có khách hàng họ hỏi là bây giờ anh chị bận quá, anh chị ở dồn 2 năm là anh chị qua đó một lần, anh chị ở luôn 14 ngày được không? Thì thật ra theo quy định là được. Tuy nhiên luật sư di trú thì họ chia sẻ rằng để cho cái hồ sơ sau này anh chị apply lên quốc tịch hoặc là lên thẻ PR nó thuận lợi và nó suôn sẻ hơn thì anh chị nên chia ra mỗi năm anh chị đi qua bên đó một lần và một lần kéo dài ít nhất là 7 ngày. Như vậy là sẽ là cái phương án an toàn nhất. Và cái điểm cuối cùng mà anh chị cần lưu ý đó chính là cái cách chuyển tiền của mình từ Việt Nam qua Bồ Đào Nha. Thực ra nếu như những đơn vị mà họ có kinh nghiệm và xử lý nhiều hồ sơ rồi, họ sẽ biết cái cách chuyển tiền như thế nào là phù hợp nhất. Và đối với chương trình Bồ Đào Nha thì anh chị sẽ không phải chứng minh cái nguồn tài chính tại Việt Nam. Tuy nhiên, ngân hàng thỉnh thoảng họ sẽ pick up một vài hồ sơ và họ xét cái nguồn tiền này từ đâu mà chuyển vào tài khoản tại Bồ Đào Nha. Thì đây là bốn cái điều vô cùng quan trọng đối với chương trình Golden Visa mà anh chị quý nhà đầu tư mình cần phải lưu ý ạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị Phượng. Đúng là khi mà khách hàng của Trâm á, họ làm cái chương trình họ cũng rất là quan tâm về cái chuyển tiền và tốt nhất thì nên tức là khách hàng nên chọn cái kênh chuyển tiền uy tín cũng như là chúng ta nên có những cái giấy tờ sẵn sàng. Để xem mà bên sở di trú và bên ngân hàng họ yêu cầu thì chúng ta luôn sẵn sàng ạ. Và bên cạnh đó thì các nhà đầu tư họ cũng có một số khách hàng họ chia sẻ là họ muốn đó là đi qua tận Bồ Đào Nha để mà mua. Tuy nhiên đó thì Trâm cũng nói là nếu mà anh chị đi tham quan thì anh chị có thể đi và mình có thể coi một số cái chủ đầu tư trước hoặc là một số dự án trước. Tuy nhiên là khi mà anh chị có được cái sự hỗ trợ của Portugal Rich thì anh chị sẽ yên tâm đó là bên công ty đã chọn những chủ đầu tư là uy tín nhất tại Bồ Đào Nha để mà cung cấp dịch vụ cho các anh chị. Đúng rồi chị. Quý anh chị nhà đầu tư, nếu mà chúng ta quan tâm đến cái chương trình đầu tư định cư Bồ Đào Nha, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay nhé. Tại Portugal Rich, your children, we care.